Xin chào mọi người, tiếp tục đến với nội dung bộ phim Giả Thiền. Trong video trước, nhóm người Diệp Phàm đã bị bảo vệ lại. Bọn họ chưa kịp tiến vào bên trong quan tài thì bị một con cá sấu siêu to khổng lồ làm gián đoạn. Nó phá tan kết giới bên ngoài. Tên này có bộ dạng rất giống với đám quái vật tí hon kia. Có lẽ là lão tổ tông của bọn chúng. Hắn ta chậm rãi tiến về phía quan tài. Đám người bên dưới hoảng sợ chạy tán loạn. Ngạc tổ chậm rãi thò tay vào bên trong quan tài mò mẫm. Đáng tiếc rằng không những không lấy được gì mà còn bị lực lượng bên trong quan tài đánh đau tay. Nó gầm lên đau đớn, sau đó bắt đầu tấn công cỗ quan tài. Với thân hình khổng lồ này, chẳng may bị dẫm trúng thì đám người bên dưới chắc chắn sẽ thành bã. Nam chính vì giải cứu bạn bè nên không may bị ngã. Đúng lúc sắp bị đè bẹp thì trên ngực lại có một luồng sức mạnh chặn lại bàn chân trong chốc lát. Bàng Bác nhanh chóng chạy vào đưa Diệp Phàm ra ngoài. Anh nhận ra miếng ngọc mà bàn trước mình lấy được có tác dụng đặc biệt, có thể tấn công được tên kia nên tìm cách leo lên trên cầu. Ngạc tổ liên tục đánh vào quan tài, vậy nhưng cỗ quan tài bằng sắt này lại quá cứng rắn, không hề bị chút xây sức nào. Mỗi lần vung tay thì hai sợi xích trên tay đều bay loạn tứ tung. Mọi người chật vật tránh né, tình thế vô cùng hoảng loạn. Diệp Phàm cầm được vỏ sợi xích rồi, mượn thế của dây xích đưa mình lên cầu, sau đó cầm theo miếng ngọc lao thẳng về phía Ngạc tổ. Miếng ngọc tỏa ra một nguồn sức mạnh cộng hưởng với pháp khí đã đâm xuyên qua người Ngạc tổ, khiến nó đau đớn dãy giụa. Ngay lúc này, khói bụi tan đi, cổng truyền tống lần nữa hiện ra. Quan tài nhanh chóng truyền tống mọi người vào bên trong. Đóng nắp lại và được chín đầu rồng mang vào cổng truyền tống. Tới đây thì nguy hiểm đã xong, mọi người cũng thoát được một kiếp nạn. Bằng Bác tỏ ra vô cùng tức giận, lên tiếng mắng một trận cho hà dạ. Thiên Uyên Tình trời đánh này, còn đám quái vật tí hon trời đánh kia, đáng hận mà. Cỗ quan tài lao nhanh qua đường hầm không gian. Trong thời gian đó, Diệp Phàm lại chăm chú quan sát nghiên cứu hoa văn và ký tự trên quan tài. Trong hình dạng các đường kẻ rất giống với một con đường. Chuyện mà họ gặp phải sớm đã vượt qua phạm vi hiểu biết rồi. Anh chỉ biết rằng những gì đang xuất hiện ở đây có lẽ đều là di tích của văn minh thời thượng cổ để lại. Các thành viên trong đội đều đã mệt mỏi, họ nằm xuống nghỉ ngơi một giấc, biết đâu sau khi tỉnh lại thì đã quay lại trái đất. Mọi người đều tranh thủ thời gian nghỉ ngơi, Diệp Phàm cũng vậy, đúng lúc say giấc thì anh nghe được tiếng động. Một thành viên trong nhóm nằm la liệt dưới đất, những người khác cũng bị động tĩnh này đánh thức. Tên gặp xui xẻo là Thành Màng, cũng là kẻ đã suýt lấy mạng Diệp Phàm ở tập trước. Kiểm tra thì thấy Thành Màng đã về đất mẹ. Lưu Vân Chi thấy vậy liền cảm thấy thời cơ đến rồi, hắn lớn tiếng vu oan Diệp Phàm là hung thủ giết người. Diệp Phàm phủ nhận, tên kia tiếp tục châm dầu vào lửa, rõ ràng là người chết ngay dưới chân anh. Đáng thương cho Thành Màng không chết ở Thiên Uyên Tinh mà chết trong tay người mình. Những người khác cũng lên tiếng trách mắng Diệp Phàm, dù có tức giận thì cũng không thể ra tay với bạn học chứ. Những người còn lại đều coi là hung thủ giết người, duy nhất chỉ có Bàng Bác và cô bạn học Lâm Mi Y là lên tiếng bảo vệ Diệp Phàm. Ngay cả Lý Tiểu Mạn, dù được cứu sống vài ba lần cũng nghi ngờ Diệp Phàm. Diệp Phàm không lên tiếng mà chỉ lặng lẽ kiểm tra thi thể. Đột nhiên, một con quái vật chui từ người Thành Màng ra ngoài. Quái vật lập tức bỏ chạy. Tới đây thì không ai dám thắc mắc về cái chết của tên kia nữa. Diệp Phàm chủ động đi tìm và tiêu diệt con thú nhỏ kia, tránh đêm dài lắm mộng. Men từng bước chân vòng quanh chỗ quan tài. Đến phía sau, Diệp Phàm lập tức bị tấn công. Vậy nhưng với thân thủ nhanh nhẹn của mình, anh dễ dàng tiễn con thú nhỏ về đất mẹ. Trong lúc vô tình, bàn tay anh chạm vào quan tài khiến đồ án ký tự trên đó sáng lên. Dường như nhận ra điều gì đó, anh lấy miếng ngọc ra quan sát. Các chữ viết cổ trên quan tài bay ra ngoài, dường như là bị miếng ngọc đó thu hút. Đọc những dòng chữ trước mặt, Diệp Phàm giống như có phát hiện gì đó. Quay trở lại hội họp với mọi người, cỗ quan tài lúc này đột nhiên xuất hiện dị tượng. Các vòng tròn khắc bên ngoài tự dưng sáng lên, một đường thẳng hiện ra nối các vòng sáng lại. Bộ dạng tổng thể giống như đang hiển thị con đường di chuyển của quan tài. Mà bức hình này lại rất giống với tinh đồ thời cổ đại. Với kiến thức đầy mình, Diệp Phàm dễ dàng đoán ra đích đến của quan tài. Nơi tiếp theo nó đến có lẽ là bắt đầu thất tình. Vừa nói đến đây thì quan tài rung lắc kịch liệt. Hiển nhiên là nó vừa lao ra khỏi đường hầm không gian, tiến vào quỹ đạo của một hành tinh. Quan tài lao nhanh xuống bên dưới, trên đường đi vô tình va chạm vào một đỉnh núi, thế là phương hướng bị thay đổi. Cũng may là màn tiếp đất vẫn an toàn, nơi này được gọi là cấm địa hoàng cổ, mọi người nhanh chóng được đưa ra bên ngoài. Bởi vì nằm chênh vênh giữa một vách núi nên rất nhanh sau đó quan tài cũng bị chín đầu rồng kéo xuống vực sâu. Tuy giữ được cái mạng, vậy nhưng phương tiện duy nhất để quay lại địa cầu đã không còn nữa, mọi người lập tức hốt hoảng. Mọi việc đều có nguyên nhân. Anh tin là chỉ cần chúng ta biết rõ rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì thì nhất định sẽ nghĩ ra cách để trở về. Ít nhất là so với Thiên Uyên Tình thì nơi này xanh tươi giống như chỗ người ở hơn.
Trước mắt chỉ còn cách là xuống núi tìm thử xem có người ở hay không, còn chần chừ nữa thì trời sẽ tối mất. Diệp Phàm và Bàng Bác là hai người đi đầu tiên, những người còn lại không muốn bị bỏ rơi nên cũng nhanh chóng đi theo. Tuy chưa thấy bóng người, vậy nhưng trong thoáng chốc lại có sự xuất hiện của một con chim khổng lồ đang bay lượn. Chưa rõ chuyện gì xảy ra tiếp theo thì tập phim lại hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn trong các video sau nhé. Cảm ơn các bạn đã bỏ thời gian quan tâm và theo dõi. Xin chào!